Thành phố Hồ Chí Minh nguy cơ ngập nặng vì triều cường đạt đỉnh 1,7 m. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo ngày 6 tháng 11 triều cường đạt đỉnh 1,7 m, cao hơn mức báo động 3 là 0,10 m, có thể gây ngập nặng nhiều khu vực trũng thấp. Ngày 3 tháng 11, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước vùng hạ lưu sông Đồng Nai, Sài Gòn lên nhanh trong những ngày tới. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 6-7.11 ở mức cao hơn báo động 3 từ 0,05-0,10 m. Cụ thể, dự báo ngày 6-11, triều cường đạt mức từ 1,69-1,7 m tại trạm Phú An và Nhà Bè. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 giờ 30 phút, 5 giờ và 17 đến 18 giờ. Để đối phó với đợt triều cường, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các quận, huyện, sở, ngành chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử lý các vị trí bờ bao, cống quan trọng cũng như bố trí máy bơm nước di động để khắc phục sớm các sự cố ngập úng. Đặc biệt, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng phó, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của triều cường gây ngập úng tại các khu vực đang có dịch. Đợt triều cường hội giữa tháng 10 vừa qua khiến các tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Thần Hiến, quận 4, Trần Xuân Soạn, quận 7, quốc lộ 50, huyện Bình Chánh bị ngập nặng khiến hàng trăm phương tiện bị chết máy trên đường. Người dân phải khổ sở dắt bộ xe giữa dòng nước lớn để về nhà.